Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 18 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Hưng Yên, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Báo Quân đội Nhân dân đã tổ chức hội thảo khoa học Trung tướng Nguyễn Bình với Cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin trích thu ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc tham luận tại hội thảo với tựa đề Trung tướng Nguyễn Bình, một hình tượng đẹp đáng tự hào trong lịch sử. Chúng ta biết rằng Trung tướng Nguyễn Bình khi hy sinh mới có 43 tuổi. Một quãng đời không dài, nhưng có thể nói tên tuổi ông luôn luôn xuất hiện với cái tính tiên phong của nó. Ông thuộc lớp người thanh niên sớm giác ngộ và với lòng yêu nước, bắt đầu từ cái sự hấp dẫn của một cái trào lưu giải phóng dân tộc. Thời đó, đó là chủ nghĩa tam dân. Để ông dấn thân đi vào con đường cách mạng dưới ngọn cờ của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học trong tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng. Và trước tất cả những cái diễn biến của thời cuộc, ông là thuộc lớp người tiên phong, là sẵn sàng thay đổi cái lý tưởng cách mạng của mình. Từ trong nhà tù của đế quốc, ông giác ngộ và ông dấn thân đi theo con đường của chủ nghĩa cộng sản cho đến ngày cuối cùng. Khi mà tình hình ở nước ta có những thay đổi, năm 1935 khi ông trở về đất liền từ côn đảo, đó là thời kỳ cao trào mặt trận bình dân, thì chính cái cao trào ấy đã tạo nên cái uy tín to lớn của cái nhà yêu nước, nhà cách mạng Nguyễn Phương Thảo. Và với cái lý tưởng là mang cái sức trẻ của mình ra để bình thiên hạ, ông là người tiên phong trong để xây dựng cái lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng. Thời kỳ tiền khởi nghĩa, chúng ta có thể biết đến đội du kích Bắc Sơn cứu quốc quân của tướng Chu Văn Tấn ở trên chiến khu Việt Bắc. Chúng ta có thể biết đến ở miền Nam Trung Bộ. Nhưng có thể nói là đặc điểm của cái chiến khu Trần Hưng Đạo, có thể nói thẳng đấy là sáng kiến của ông. Và ông đã với tầm nhìn của mình, ông không chỉ xây dựng lực lượng vũ trang, những đội du kích, mà quan trọng là xây dựng một căn cứ địa với cái tên Trần Hưng Đạo, đầy cái tính khích lệ, cái tinh thần dân tộc. Và quả thật khi mà cách mạng bùng nổ, ông đã tham gia rất thực tiễn vào trong cái cuộc giành chính quyền ở Quảng Yên và cả cái khu vực miền Đông Bắc. Và khi mà đất nước đã độc lập, đứng trước cái thử thách thực dân Pháp trở lại, thì ông là người lính tiên phong và có mặt ở trên tuyến đầu của công cuộc kháng chiến bảo vệ thành quả cách mạng, chiến trường Nam Bộ. Đầy những thử thách cam go mà nhiều vị đã trình bày trong tham luận của mình. Và ông hy sinh. Có thể nói cái tính tiên phong ấy là cái yếu tố đặc trưng cho Trung tướng Nguyễn Bình. Và cái động lực quan trọng nhất chính là lòng yêu nước. Chính lòng yêu nước chân chính ấy đã giúp ông ấy tiếp cận với tất cả những cái chân lý của thời đại, dám tự thay đổi mình và dấn thân đi theo cách mạng, đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước. Tôi nghĩ đó chính là bài học rất lớn đối với thế hệ ngày hôm nay của chúng ta, cho dù thời đại đã thay đổi rất nhiều. Phải biết nuôi dưỡng và gây dựng cái lòng yêu nước của thế hệ trẻ, nhưng phải có một ngọn cờ, một đường lối sáng suốt, một cách nhìn như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và sử dụng nhân tài Nguyễn Bình.